Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính đào chào quý vị cộng đồng mạng ha. Em đi giùm chị đi, em dòm hơn cái ta ga ta la. Thưa quý vị, tôi có nghe báo là Thích Minh Tuệ ngài ra tới Huế rồi. Nhưng mà tôi cũng có nghe là ông chủ tịch của mình á, là ổng cũng lên tiếng là sư Thích Minh Tuệ đi tới đâu thì phải có các anh em chiến sĩ đi theo bảo vệ ngài. Nên thưa quý vị, tại sao mà miền Bắc mình được trở nên nổi tiếng gì quý vị? Tại vì xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Mà ông Thích Minh Tuệ mình á, ông được Đức Quỳnh Giáo Chủ chia sẻ là Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình sát ta. Nó viết ra một phút ngâm nga dặn dò bổn đạo gì mà mấy chương. Ba dầu có cách thôn hương dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Nên khi mà ngài đi tới đâu bây giờ người ta có công an theo dẹp đường cho ngài đi. Chứ không còn mà mong quý vị mà đi theo thầy Mít Tinh Minh Tệ để kính lễ đó. Thì quý vị hãy đi thẳng hàng thẳng lối lại. Để đừng có gây ra tiếng ồn ào. Đừng có làm cản trở giao thông. Thì ông nhà nước mình ông đã lên tiếng rồi như vậy thì mình cũng phải ủng hộ. Mà quý vị ơi, tôi gấp lên nghe, ngoài nhất là ngoài Bắc của quý vị đó, tôi gắt nể những vị đàn bà ngoài Bắc ngoài Trung mà quét đường cho sư Thích Minh Tuệ đi, tôi tin trát buộc quý vị. Nó tại sao không ai làm được như thầy Thích Minh Tuệ mà ổng làm được? Thì tại vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc nào cũng không nói cho bổn đạo gõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh quang. Mong một ngày nào đó ông sẽ trở về Nam chúng tôi để có dịp trong Nam chúng tôi đảnh lễ ngài. Quý vị, ổng là một vị thánh nhân, vĩ nhân trở lại. Nên mới có sự mà trùng hợp như vậy. Hay là chi phong võ bất kỳ chuyển kiếp. Bây giờ ngoài Bắc quý vị đã có người chuyển kiếp rồi. Nên quý vị đồng đạo hãy tu gấp lên quý vị. Tu cho gấp lên để mình có mặt diện kiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Nên quý vị ơi, ngài cũng là một thánh nhân, một vĩ nhân để phái xuống. Để chỉnh đốn nền đạo lại. Cho cái người mà tu đó thì ông nhà nước đỡ phải lo. Tại vì nếu mà mình tàn ngang quá thì ông nhà nước phải lo rồi. Còn cái người tu thì người ta không dám làm đồ điều tàn ngang. Nên đỡ ông nhà nước của mình. Quý vị hãy ủng hộ đất nước Việt Nam chúng ta. Vì Đức Thầy cho biết là lần thứ chót gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng. Trừng ơn trên ban được lục thông, Thầy mới được Tây Đông Du Thiết. Mới thâu cho lượt được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên cầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắt. Nẻo đạo hạnh ngày kia mới đắc chứ hờn chứ giữ chi. Đừng có buông lời ra mà trách mắng ngài rồi mang tội. Như có một hai vị mà công an cái gì xã đó ở thành Quảng Trị đó. Thì quý vị làm như vậy thì tội nghiệp cho cái nghĩa trang đó. Ngài ra nghĩa trang ngủ để làm gì? Ngày ra nghĩa trang ngủ, ngày đi ở trên đường đi ngày độ cái người còn sống, mà ngày ra nghĩa trang ngủ ngày độ cái người chết. Nó thành thử ra nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là đừng riêng lo lợi dưỡng một mình, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hộp lè người, làm cho dân khi dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Đó. Tu mà ham chay to đám bự đặng chúng sanh dưng cút bạc tiền. Thì quý vị biết những kẻ đó là ai rồi. Nên tôi tạm không nói nữa. Và quý vị hãy tiếp tục khai thông nền đạo đức. Đặng ban bố khắp trần thế. Hãy noi gương hạnh của các vị tiền nhân chúng ta. Như ngài Thích Minh Tuệ. Cái năm thìn này nè trùng hợp cho ngài. Hay là mượn chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Thì ngoài Bắc quý vị cũng có thánh nhân xuất hiện, vĩ nhân xuất hiện. Mà báo cho quý vị biết là đời mạt tặng này chỉ có nước Việt Nam chúng ta là có Phật ra đời thôi. Có ngoài ra không ai nữa. Tại vì thầy cho biết lần thứ chót rồi. Nên quý vị hãy tu gấp lên. Để cho có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Và phiên cô bác bổn đạo mình trở lại con đường ngay lẽ thẳng. Còn cái những vị nào mà đi trước mà đi thấy sai đó thì quý vị hãy trở lại đi. Thầy cho biết là ai mà sớm biết ăn năn quầy đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm. Quý vị thấy không? Có những anh mà xã hội đen, đại ca mà còn phải phái đệ tử mình đi theo bảo vệ thầy Thích Minh Tuệ. Quý vị thấy không? Người ta buông giao đồ tể ta lập địa là thành Phật đó quý vị. Còn mình ở đây mà mình
không có noi gương theo những người đó, không làm phỏng hạnh theo người đó, thì sợ nếu trễ chày e trễ kỳ thi đó quý vị. Muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ hôm qua. Nên quý vị hãy tu gấp gấp lên. Già như chúng tôi nè, quý vị niệm Phật từ hơi thở đi. Còn trẻ như mấy em thì phải tu. Bây giờ nếu mà những chàng thanh niên mà còn việc bận việc gia đình, mình chạy dọc đường mình cũng phải tu. Thành thử Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, sao danh thể xạ hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốt, phải để tiền cho kẻ nghèo hèn. Lo xài trà gũ xịn xòn, chừng khổ não phàn nàn căn số. Lời chuyện sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Nên quý vị hãy noi theo trí đức của thiền nhân chúng ta, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn. Và đất nước Việt Nam của chúng ta này sau là sẽ là bá chủ thế giới, sẽ là tuyệt vời. Khi mà Đức Phật lập thì Việt Nam của chúng ta chỉ còn lại 18 nước. Nhưng mà 18 nước lai đáo hàng đầu, hàng năm cống lễ ứng hầu hơn bang. Đó, quý vị thấy Việt Nam chúng ta tuyệt vời không? Hay là Bảo Giang Thiên Tử Sức, Bách Chiến Tự Nhiên Thành. Đố ai biết được Bảo Long Giang là nơi tiên Phật giác lâm trần, Lào Lào Ngọc Chiếu Cảnh Trần là nơi tiên Phật thánh thần xuất thân. Sức kim thân quá kim thân, ly nơi đông khổ, xây dần Tây Phương. Đó, thành thử ra ngày đi cái hạnh đầu đà của Đức Phật ngày xưa, mà ngài có bốn vị tiền nhân chúng ta nằm trong con số 6. Một là Đức Phật Thích Ca, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy là nằm trong con số 6. Rồi bắt đầu lục tổ về Đức ông gì mà mang chiếc dài ta? Đạt Ma Tổ Sư chúng ta. Khi mà ông qua Trung Quốc đó, thì ông ngồi thiền định 6 năm, ông quay úp mặt vào tảng đá, ngồi thiền định đúng 6 năm, cũng là con số 6. Rồi Đức Lục Tổ chúng ta hành cái hạnh đầu đà. Khi mà quy y với Ngũ Tổ, ngài cũng xuống nhà bếp trẻ củi nấu cơm, mà ngài ốm đến đổi nhờ dở cái chài không lên nữa quý vị. Phải đeo những cục đá trong mình đó, cho nó nặng nên dở cái chài. Nói quý vị thấy không, ông cũng khổ hạnh 6 năm. Rồi bây giờ thầy Thích Minh Tuệ chúng ta đi từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, làm cái hạnh đầu đà của Đức Phật cũng là 6 năm. Có những vị trùng hợp ở con số 6, nên quý vị hãy nhìn theo đó và noi gương theo đó để mà tu. Tại vì tu là giải thoát cho cuộc đời chúng ta, chứ không phải mình tu dùm cho ai quý vị. Bây giờ bất luận người nào, là mình tu thì mình đắc, bà tu thì bà, ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc, mà bắt tu thì bắt đắc. Chứ không ai mà tu dùm ai được hết, mà không ai mà ban phước giá họa cho ta được nữa. Bây giờ mình khi mình biết đạo rồi phải tự thắp đuốc để mà đi, không ai cầm cái đuốc để gọi cho mình đi được. Dầu chồng hay con mình cũng vậy, mình phải tự thắp ngọn đuốc trí tuệ để mình đi, chứ không có ai mà thắp cho mình đi được hết. Nên quý vị hãy tu gấp gấp lên. Quý vị hãy tìm những cái đại lễ của thần thánh Đức Phật của mình đi. Ngày hôm nay là ngày lễ của Đức Bà, tức là thân sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, mà bà Đức Ông là Quỳnh Công Bộ, Đức Thầy là Quỳnh Phú Sổ, bà của mình là Lê Thị Nhậm. Đó, quý vị thấy cái lễ một cái người ta đi cái bàn chen chân không lọt luôn. Nên quý vị hãy trở về nội tâm để trao thân phận gạn danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây gồng. Đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống lạc hồng thượng cổ. Tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chớ có lời dèm. Đạo hiểu rồi mới ngon tợ, gọi nem ti cõi thế lắm lem trần thế trần tục. Mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, ganh hờn là những cái anh mà tu giả rồi không thấy mình tu thiệt, cái anh ganh. Giữ dạ trong đừng đục mấy màu, thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hả. Nói ông chỉ có ba y thôi mà ba y phải lụm lặt ở ngoài đường để giá nữa, chứ ông không mua nữa. Tại vì ông bưng cái nồi cơm điện á, thì ông đi khách thực, người ta chê ông là xàm, bá láp, bá trợn. Nhưng mà ngồi cơm điện của ông là ngồi cơm điện thông minh trí tuệ, để đánh đổ những cái người xàm tân, những người tu sĩ giả, mượn đạo tạo đời. Nên quý vị hãy nhìn theo cái gương hạnh của ngài Thích Minh Tuệ để mà noi gương. Còn những kẻ không ngay không thật, có mong mà quả Phật dựa kề. Thì ngài thấy thì cô Tư cũng nghe đồn là ở bên Trung Ấn Độ,
người ta đang xin nhà nước mình cấp visa 3.000 người để qua đảnh lễ ngài Thích Minh Tuệ. Người ta nói ông là một người đi như vậy là phá gối trị an, một người là phá gối đất nước, nhưng mà không phải. Nếu mà người ở nước ngoài mà ta xin cấp visa mà về Việt Nam mình thì phải ông nhà nước mình có thu nhập không? Tại vì bán vé máy bay được nhiều nè, thì ông đâu phải là người phá gối. Mà ông đi thì ông đâu có kêu gọi ai, tại tự người ta đi thì đâu có phải gọi là phá gối trị an. Mà họ muốn đặt cái gì thì họ đặt kệ họ. Thì thầy nói là nếu mà cái người mà tu mà cơn chánh á thì cả thế giới phải gian danh rồi. Thầy nói cũng như Đức Phật Thích Ca mình ngày xưa ngài bỏ tất cả để rồi có tất cả trên năm châu bốn biển, ai là không sùng bái ngài, phải không? Nó thì bây giờ như Đức Thầy mình ai không sùng bái, thầy cho mình biết nha quý vị. Sau này ha, khắp bốn biển liên dây hòa hảo, gừng bác ái tâm đời biến ảo, điên như ta mới vì đạo vì dân, điên tu cầu quân thánh gãi ăn, cho bốn biển dân lành được hưởng. Đó. Điên dẹp gác âm thinh sắc tướng, tầm vô vi mới kiếm cảnh niết bàn, mới thiền từ bi thẳng cánh lướt sang, qua đông độ vớt người hữu đức. Đó. Thành thử ra cái người ta khùng điên mà ta làm được chuyện giúp nước lợi dân, người ta chỉ phiên dân tu thôi. Còn mình thì một tay nắm cánh hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời hoài. Vinh qua một bả làm mồi để câu kẻ dại vượt tồi thì chắc lên quý vị tham nhiều quá rồi quý vị không có xài được đâu. Tại vì của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Như con thấy có những cái bà sư cô mà theo Thích Minh Tuệ rồi ra cái đạo gì, cái đạo nhân quả gì đó. Hồi đó giờ cô Tư chỉ nghe là lực nhân quả thật là cao diễn thầy dạy. Suốt cổ kim chẳng lột một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chứ có ngày thông thả. Mà mấy bà ra đạo nhân quả thì chưa thấy, mà cái đạo này chưa được nhà nước cấp nhận. Trên thế giới này, ở trên đất nước Việt Nam này có 16 đạo có tư cách pháp nhân được nhà nước thừa nhận. Còn cái đạo nào không có tư cách pháp nhân, không được nhà nước thừa nhận là coi như là không tính. Mấy bà ra một thời gian rồi mấy bà sẽ bị hoại thôi. Thành thử ra họ kiếm ăn phương diện này không được thì họ phải bày cái chuyện khác rồi đó. Họ bày cái đạo khác rồi đó. Rồi tôi nghe đem lại đó một cô bé cái tự nhiên ngồi đó cái cạo đầu cho cô bé đó. Mà nghe cái đệ YouTube nào đó lên mạng là nói người ta đang tìm cái người con của người ta đang học thành phố Hồ Chí Minh là bị mấy bả đang dụ đó. Đó, con thấy các đạo tà mưu khéo âm thầm không? Dân gán cánh kẻo lâm mà khổ. Chúng nói xuống phiên găng nhiều chỗ, dùng phép màu mới lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Thầy nói ta chẳng phải dùng lời chút ngót mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho sanh chúng tìm nơi cội gốc. Nên phải lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Thì sau này đến lúc phong ba dông gió lớn cột kèo khỏi gãy. Quý vị thấy cái lời Đức Phật, Đức Thầy dạy là quý vị tu theo đó là chắc ăn, không còn thối chuyển nữa. Dạ, cô Tư cho hỏi này thì trong giáo lý của Đức Thầy có tiên tri là nước Việt Nam nhằm tổ trung ương sau sẽ có Phật tiên tại thế. Bây giờ như ngày hết tại đi tính đâu á, cũng người ta cũng đảnh lễ quỳ lại, nhiều người tôn ngài là Phật sống là Bồ Tát, thì hơn cô Tư là đây cũng phải như lời thầy tiên tri nó đã đúng không, và hội Luân Hoa cũng sắc mở không cô Tư? Cái chuyện đó thì cô Tư không dám biết. Dạ. Tại vì cô Tư là bà phàm. Nếu cô còn nói nó lưu vô đó, nên cô Tư không dám nói chỗ đó. Nhưng mà quý vị thầy nói thì quý vị cứ nghe đi. Tại nói nước Việt Nam nhằm cõi trung ương sao sẽ có Phật tiên tại thế, sao là chừng nào tôi cũng không dám biết nữa. Tại vì ông Phật ông có quyền nói, chứ tôi là phàm tôi không có quyền nói. Nhưng mà ông là ai thì quý vị chờ coi. Chứ chỗ đó thì mình là phàm mà mình không dám bàn, không dám nói. Nên có những chuyện mà trùng hợp về thầy Thích Minh Tuệ thì quý vị chắc ăn đi, quý vị không có sai đâu. Quý vị ôm sát giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy ấy rồi hành theo ngài những cái ngày, cái những vị tu chân tu mà không nhận tiền, không nhận đồ thì quý vị chắc ăn. Còn cái những người mà kêu quý vị cúng dường mà không kêu quý vị hiếu dưỡng cha mẹ thì quý vị nhìn kỹ chỗ này. Dạng mười ơn mấy đạo làm con lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Mà người ta chỉ kêu quý vị cúng dường chứ người ta không kêu quý vị là nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Thì quý vị thấy cái ơn phụ mẫu thâm ăn vô lượng kiếp quý vị đã đền xong chưa? Đừng đi cúng Phật mười phương trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Tức là lại cha với mẹ mình đó.
hay là đừng tu tượng cốt hết hết đồng, trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Đó, bây giờ trong nhà mình cũng đang có hai vị Phật hiện tiền. Một là cha mình là Thích Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, mẹ mình là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại sao mình không nuôi? Ở nhà ăn có vài chục ngàn bị mấy vị mắng chữ, mà lỡ chùa thì xá mấy ông sư, thay thì lại, đầu thì cuối, mà tay thì đưa tiền thì không tiếc, mà mẹ ở nhà ăn thì tiếc. Ủa, ai sanh ai đẻ mình ra rồi mà mình tiếc? Mấy ông đó có nuôi mình được không? Mà phải quý vị cúng nhầm mấy ông sư chánh cũng không nói nữa, đưa nhầm mấy ông sư tà không thì quý vị có phước chỗ nào? Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ bảo là há kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho, tu cho nhàn tội tấm tân, đừng làm xảo trá khổ sân sau này. Đó, thành thử ra quý vị hãy chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thanh sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Nói Phật giáo bên quý vị hay Phật giáo bên Hòa Hảo chúng tôi là cũng là Phật giáo đó. Thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm, rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ mới một mai thấy đời. Đó, chứ còn phi mấy anh mà tu sĩ của mình hay là mấy anh thầy chùa của mình đó, nên trở về nội tâm đi. Còn mấy anh làm mà không nổi thì mấy anh trả lại cái áo sứ giả của Như Lai đó rồi ra đời mà ăn với người ta đi. Chứ đừng có ở đây mà phỉnh gạt người đời nữa. Bây giờ người ta cũng chán mấy ông dữ lắm rồi. Đó, chết mẹ rồi, tội nghiệp cháu tôi không. Nên thưa quý vị, thầy nói tu là sửa chọn ăn tình, tàu khang chồng vợ bố kình đừng phai, tu cầu Đức Phật Như Lai cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chớ khá chễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Mấy ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có gõ thần tiên là gì. Nên quý vị hãy trở về nội tâm của mình, phải lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia, thì sau này đến Đức Phong Ba dông gió lớn cột kèo khỏi gãy. Thì quý vị sẽ được chọn và được gặp diện kiến Đức Phật Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Kính thưa quý vị, xin chia sẻ với quý vị đến đây thôi. Để thì cái chỗ đó thì cô Tư không dám khẳng định là thầy tái sanh, nhưng mà có những cái điệp khúc mà thầy nói lên nó trùng hợp với ngài Thích Minh Tuệ, là thầy nói Bắc Nam chờ đợi của thình sẽ lo vận chuyển thân hình sắc ta. Tại vì trong Nam mình đã có xuất hiện rồi, thì bây giờ ngoài Bắc cũng phải xuất hiện một thánh nhân, một vĩ nhân để cho người ta tu. Nó thành thử ra ông này là ai thì mình chờ coi, chứ cô Tư là phàm phu cục tử, cô Tư không dám khẳng định chỗ đó. Nên quý vị vui tình niệm thứ ha, tôi là phàm, tôi không dám nói mấy chuyện này đâu. Nếu nói sai thì có lỗi, mà nói chặt thì có tội, nên tôi không dám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin lễ phép cầu quý vị cộng đồng mạng ha. Chúc quý vị thành đạt trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống ha, và tu hành gấp gấp lên để diện kiến Phật Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội nha quý vị. Trân trọng kính chào nha.